2. Xin chúc mừng những cầu thủ. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị qua tiếp xe game 2 luôn. Sẽ sắp sửa đến game 2 luôn. Và nếu như thắng trận này thì team 2 sẽ bước lên với anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy, nhớ mai là anh. Nếu như thắng kèo đấu này thì team 2 sẽ bước lên với mình 1.500.000, chia 5 ra mỗi người được 300.000 và bonus cho tôi mỗi người 100.000, mang về 200.000 thôi nhá. Có người gần đầu rồi. Tạm dừng lại một tí. Có người đã gật đầu với gã kèo của Snake. Thực ra thì bây giờ hai người ngồi trên kia, mỗi tuyển thủ chúng ta đã nhét túi 200.000 mang về rồi, ít nhất là 200.000. Cộng thêm GG nữa. Về nhà tặng tôi cái thẻ cũng được, tặng tôi cái skin cũng được. Snake sẽ bóp đít luôn cái nickname Snake để gửi vào cho nó về. Nickname của tôi là Lala. La viết hoa, chữ L viết hoa đầu tiên. Còn đi quảng cáo ít thôi mà là app brand không ad kịp bây giờ, full hết bây giờ. Trận đấu giữa team 2 và team 8, game 2 một loạt BO3, tranh vô địch đang được bắt đầu. Cứ xem qua bài. Nếu là tôi không đổi bài đâu. Bài này có con ngon nhưng mà lại về sau nó cực kỳ hơi cường, hơi yếu. Không có. Bài rất là đẹp này. Bài này cũng đẹp này. Ôi. Ông này ba cách xì. Đúng rồi. Quá nhiều lựa chọn. Nhưng mà cũng được, cái gì cũng được hết, ok hết. Nhưng mà thêm về đam nhiều quá. Con nào cũng là đam hết. Chỉ có mỗi con đồng xanh kia hỗ trợ một ít thì ông xây 40 năm rồi ai chơi lại. 4 năm đi 4 thì lại hơi yếu về tranh. Đầu tiên xây con 4 trước, xong rồi nuôi thêm tiền lấy con 5 là được. Nhưng mà tôi nghĩ là chơi an toàn thì xây 2 mạnh mẽ. C2 C2 làm gì? C2 làm gì với cái này? C2 chỉ cần qua được 20, chống được 20. Qua được kỹ. Lai là chuyên chống được 20. Đâu rồi, anh đó là anh xây còn 5 trước. Đấy là cách gọi là cách pro C5, còn đấy cách an toàn là C2 để ghé đi tim. Cái con 5 này không ghé đi tim được về được 20. Nhưng mà quan trọng là đời 17 có không? Qua con chăn này thì ta tính con chăn khác. Ok, cũng được thôi. Con này thì không bao giờ lọt được lần 2-3-4 thôi. Một anh thầy chùa làm gì đây? Sẽ đi với gì đây? Đừng bảo tôi là đi với lại công tôn toàn nhá. Có thể là sẽ là một Trương Phi. Lúc sáng tôi thấy công tôn toàn rồi đấy. Trương Phi hoặc là lúc sáng là đi với công tôn toàn, lúc chiều nay là đi với lại lúc từ thứ. À cái anh này tu nhiều thầy quá. Thầy chùa này tu quá nhiều thầy. Bắt óc thầy chùa. Tiểu Kiều đi với lại cung xanh, vu cấm đi với lại khí đột, trúc thông đi với khí đột, vu cấm đi với lại nỏ cũng nhanh rồi, toàn kèo quen thuộc rồi. Đi với lại lăng thống có khả năng hút đam, hút đầu rắn đam anh cái tôi không. Dẹo rồi. Đây anh nhìn đi. 5% công lực. Công lực là đam. Công lực. Anh thầy chùa sắp dẹo rồi. Thực ra tôi như lúc nãy anh em mình ăn cơm và nói với nhau, thầy chùa đi với lại Trường Vân. Cũng hay, thầy chùa đi Trường Vân. Trường Vân là ok. Mắc né luôn. Bởi vì quan trọng nhất của con này là cái chiêu xoay 120 đam vòng quanh bán kính 3x3, à 2x2.5 ấy. Cực kỳ ngon. Ba con ấy là... Đó. Ba kẻ địch. Vâng. Ba kẻ địch đứng bên cạnh ngồi chỉ đạo thôi. Kiểu này phải đạo thêm nữa. Bây giờ anh chơi. Tù của tôi phải bị đóng đấy. Đây. Gà kèo ơi. Gà kèo ơi. Béo, hình như anh Béo là người máu chiến nhất. Gỡ lại kèo carry on lại nha. Carry on chờ chiến đấu, bí mật nó lót hàng người bánh nào. Carry on quá hình nhẹt. Không phải, đây đôi khi chỉ là chiến thuật đỡ đồng đội đỡ với bánh bao, tại vì đôi khi biết là mình yếu, đồng đội hòa bầu.
video kia rồi thì đừng bet cho tao, bet cho thằng kia thôi. Lúc đó là Carion là đây, đừng bet, đừng bet, đừng bet. Cơ hội để lấy bet bao. Lần này thì easy quá, thầy chùa đang được quay tay. Thầy chùa vẫn là level 1 thôi. Nhưng mà hơi lạ khi thầy chùa quay tay. Nhưng mà đúng là phải quay tay. Đã có 3 mèo và tới 4 năm đạo tặc rồi. Mới chỉ có 1 con mèo 2, còn lại toàn mèo 1. Đạo tặc thì 1 con 3, 2 con 2 và 1 con 1. Các bạn để ý vừa nói số 1, 2, 3 ở đây là số lần nâng cấp nhá. Chưa nâng được con kia con 2 đâu. Con nó 2 á. Nó 2 nâng lên như điên. Số 2 bắn nó kia màu xanh trắng. Bình thường tấn 4 nếu anh ta bất chạy lên được, tại vì anh ta nâng bánh bao. Có không? Không hề. Không hề. Không hề để dành tiền làm gì. Mà sao phải hạ kỳ mình ta? Nâng nó 2 sẽ là 340. Nó 320. Tích tiền nếu lên nó 2. Tích tiền nếu lên nó 2. Vẫn đang tích, lần này là đủ. Lần này là được 4. 1, 2, 3, 4. 4 đợt là 8 tiền đúng không ạ? Bây giờ mới đủ. Hết giờ rồi. Cho mượn nick vào đây. Mau lên em ơi. Nó ra khỏi nick. VGG 123. À VGG 12. Đã rồi. Bắt vô luôn. VGG 12. Vô luôn. Anh em chơi đi. Anh cũng làm việc. Em muốn đến phân tâm của em đâu. Hoàng cái đi cùng với lại khiên. Đây, đội hình trong mơ đây rồi. Giờ như thêm một con hải nam nữa. Các bạn, bây giờ mà có con hải nam đúng là có con hợi thì cực kỳ ngon luôn. Hắn hợi thì xuất đi. Lưu lại, đứng thường một đời. Triệu hồi, Thánh ơi. Nhưng mà đội bò cạp đã bị loại rồi. Mặc dù bò cạp trong thời gian này đang rất là hot khi mà một mình có thể cắn đôi. Nhưng mà... Bò cạp đã gãy càng rồi. Bò cạp cắn đôi đã bị gãy càng. Không, gãy đuôi. Tại vì bò cạp cắn bằng đuôi. Tên đã gửi lời đề nghị đến Lubu bắt đầu trận khiêu chiến. Lubu là chấp nhận lời đánh đất. Kèo này ăn rồi, mèo đâu? Đúng rồi. Ai là người thắng? Ai là người thắng? Thắng lên, thủ lên, thủ lên, thủ lên, đúng rồi. Tàng hình, tàng hình. Đây này, đây bắt đầu là cái bá đạo. Thủ lên, thủ lên. Cái gì vậy? Chưa chết. Chuẩn bị hú một cái rất hợp lý. Cũng như là khả năng tàng hình tránh thất thương khá tốt. Cái này trúng cây mưa mà không trúng do tàng hình nên hồi trúng á. Có nó có phóng cao rồi nhưng mà chỉ 12 con rồi một thôi. Bên này thì vẫn là cung xanh được lựa chọn nhiều nhất. Xây cho mình một con Gary. Gary đúng tên nó là Gary mà. Nhưng mà xây con Gary này dơ quá. Tại sao không đưa con đào lên trên mà lại lấy con Gary lên trên? Thực ra những đợt từ 10 đao trở đi mới cần những Gary. Khi mà lượng đam của quái quá mạnh. Quá lớn thì mới cần tới Gary. Thế còn bây giờ quan trọng nhất vẫn là lượng đam gây ra để clear quái nhanh cũng như là tránh bị lọt hỗ trợ đồng đội. Thì tại sao không là một con kỹ trước là một con Gary? Đúng không? Một con kỹ, lại lợi hơn nhiều bởi con Gary. Bởi vì anh ta đã chọn cho mình cái lá bài, anh ta đổi bài rồi. Ta đổi bài xây con này mất 700 tiền rồi, bắt đầu mới đổi bài. Bây giờ xây con nào khác được trừ cái con khó này ra. Hoặc là con này quá nhiều tiền, 280 cơ. Anh ta không đủ tiền để mua, bắt buộc anh ta phải mua con này. Gary. Bây giờ là hai con Gary là cái gì? Bây giờ chỉ có thể ra Gary mà thôi. Nếu như anh ta ngay từ đầu là
một bài đây. Một người đi nhẹo nè. Câu thứ hai. Hơi khó. Không, nhưng mà con đao này sang từ khác. Bây giờ đao đánh lan. Sai à? Chiến thủy địa. Bên kia mày chắc chắn lương chậm hơn nửa tháng làm bên này một tháng làm bên này không có số không bên nào dùng chuyên trả lương chậm không ai dùng tài mình đấy ai dùng chắc là người đâu không bây giờ 11 ông cái này đang dùng à bây giờ một vài tài khoản này bên trái bên này dùng của mình Carrion đã thay một bộ thẻ mới rồi. Bây giờ mới ra một bài này, thực ra anh ta chỉ lấy một con thôi. Anh ta chỉ có thể lấy được một con xong là đuổi. Hay. À, không muốn. Bởi vì đã xây lan thống, bắt buộc phải xây những con anh cần. Anh ta thì bây giờ anh đang có nè, đang có một hút máu, một con quốc, đúng không? Bây giờ lên một con hả, con nhỏ nữa. Còn một con skipper lấy một câu. Tôi nghĩ là lấy con ngọ xong đổi bài và chờ ra những con như kiểu là voi, trâu hoặc là không cần luôn, bây giờ lấy con ngọ ra và con skipper hoặc lấy nỏ nhanh và skipper. Nhưng mà nỏ và skipper bắn xa thì không được hỗ trợ từ lăng thống nhiều lắm. Đâu, nó thì nó là công lực, nó không là công xa hay công gần đâu. Ồ, thế à? Thế công lực của tất cả luôn á? Đúng rồi. Anh nhìn lại đi, cần chiến. Mua kẹo ngọt cho ta đi. Có lăng thống lúc nào gọi ra cũng kêu mua kẹo ngọt cho ta đi. Thiệt đâu mà mua kẹo ngọt cho ta đi. Cái 31 mà có nhân vật Snake ở đây thì nhớ là bảo mua xe hơi cho ta đi. Đâu đi xe. Mua xe hơi cho ta đi à? Phải mua chứ. Dạ mua thì thôi sao. Bây giờ là một trâu và hai nỏ, nỏ ta mùi. Một đỏ hai. Thế không có trâu rồi, nỏ tâm người bụi, bắn rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Hú lên trâu ơi, hú lên. Trâu đâu bắn kia rồi, mày chết. Trâu bắn tầng mít. Bài cao nó lớn khá là nhiều, cái yêu cả hai đâu. Đó, Minh vào khu vực người quân. Đang có ý gì hay sao? Bây giờ mới đợt 9 thôi, làm gì? À, đợt 9 sắp đến đợt 10 rồi. Bây giờ là đợt 10 này, lần người quân này là con cho đợt 10. Con cao nhất của đợt 10 có thể gửi là 440. Đó là con Gani béo. Còn những con này đang lạc thì con 180 và 220. Bây giờ sẽ làm gì đây? Làm gì? 140, 110. Thành con đấy là phía của em anh cô béo. Mình anh cô béo là team 1, team 2 á. Bây giờ team 8. Anh cô béo là team 2, anh kia là team 8. Bên này Gary cùng với lại đao bay. Đao thì không khác đợt người này, Con đao thì rất là dễ dẻo chứ còn tướng quân tiên phong. Tướng quân tiên phong thì là 2 hit rồi là đao bay dẻo. Tôi vừa nói dẻo là dẻo luôn. Bên này thì có đao bay khá là tốt. Cung nỏ xanh và sang đỏ tác dụng rất là ổn. Nhưng mà cả hai người chơi đều không sao. Nhưng mà Có người lũng rồi. Đây là đạo quân của khiên bé mà thằng em. Hai bên đều bị lũng hết. Bên này mỗi bên lũng 3 đến 6 con. Nhưng mà sao thì gì? Bên
giờ chưa nhìn quân mà bắt luôn đi. Bắt kèo luôn á? Chơi luôn. Sao? Team 2 đi 8. 8 thắng. Tôi là nghĩ team 2 thắng. Quân bảo 8 thắng. Tôi nghĩ team 2. 8 ơi, cửa lên. Nhìn đi những con mèo, nhìn những con mèo. Mèo đâu? Thiên La Địa Vọng. Đúng rồi. Anh biết là bảo biết thắng không? Quá nhiều đau, quá nhiều cái thở đèn và kiên lửa. Không, cái đấy có bắn cua, bắn cái kia. Lực quân nhiều, lực quân cái. Lực đang chia sẻ rất là lớn vì thế. Đã đồng quân, lực nam gây bảo ít. Bắt đầu có voi rồi. Bắt đầu là cái con đất tiền và châu bò rồi. Thời gian đầu các bạn cố gắng tăng thật là nhiều quân đam. Thời gian sau các bạn cố gắng tăng là nhiều quân tanh. Tại vì lúc đầu đam thì rẻ, còn tanh mới đắt. Tanh thì về sau một đợt là các bạn sẽ mua được một con rồi. Bây giờ tới 4 thợ rèn thì chỉ là có một kiên lửa thôi. Hai con thiên lửa lại thiếu. Lưu lại tiếng thơm muôn đời. Level 13 hả? 13 là có thể nâng được rồi. Khi mà 2000 lực chiến. Như cả Carrion là bây giờ có thể nâng được rồi. Một đạo quân đạo tặc luôn. 12 2, 4, 6, 8 quân đạo tặc. 8 quân đạo tặc và tới 6, 5 con đừng nâng. 5 con đã nâng rồi. Một, chỉ có 1 con 1 thôi. 2 con kia mới nâng đề 2. Còn lại 5 con nâng đề 3, có khả năng grid. Anh nghe mắt lẻ. Chiến nhau đi. Có ai kêu chiến chưa? Chơi ơi, tạm nha một tí. Tại leo vậy? Đội hình bên này hai người chơi khá là tạp nham này. Có thể đấy là chiến thuật đa dạng quân, nhưng mà tôi nghĩ nó không an toàn cho lắm. Mèo liên đang vẫn tỏ ra khá hiệu quả như thế này. Trương Phi, cái trận cung này là cái trận rất là quan trọng nè, rất là nhiều người bị lũ. Là người bị lọt đầu tiên. Anh ta đang là người có bắn hết luôn, bắn hết cái con hổ luôn, bắn hết. Anh biết vì sao? Nhìn vào đây này, vì cái này đâm ra làm cho anh ta lọt. Không sao, như tôi bảo có thể là spot, có thể là carry. Vẫn chưa nâng voi. Tiền đâu mà nâng voi bây giờ? Làm gì có tiền để nâng voi? Tại hạ dù đầu có rơi, máu có chảy, cũng quyết không dùng từ. Chiến hồn có tác dụng gì đây? Mỗi cái chiến lệch tăng cho mình 100% tốc độ đánh và 20 máu. Hôm qua tôi đánh con này tôi lên được bao nhiêu? 30%, tôi đánh được, phải lên được khoảng tầm 1.500 máu, là tương đương với lại 75 lần ăn. Là 75 cho tôi rồi.
nhưng mà không có đam, đam có phỏng khoe có một dao dâu làm tôi làm được gì đâu. Con này thích cái skill kia của nó là quẩy quân đánh xa đó đó. Đừng biết lòng kiểu. Muốn trọng con mắt là được một lần tôi đánh. Tí nữa mà khi mà mặt tôi bảo ấy, tẩy hơn năm ấy, muốn trọng cái này. Tử lòng nhất thân thì đạp. Tử lòng nhất thân thì đạp. Có vẻ như là cung heo sử dụng được rất là nhiều trong cái trận đấu. Cung heo là tôi bảo con cung heo là tham sẻ tiền thế nên và lợi thế để nâng cao cái tướng không bị thọt quá nhiều vì nó có đủ chiến để quá áp lực. Kìa đã có ngọ rồi kìa, hai ngọ, hai ngọ. Ngọ là tăng tốc độ đánh đúng không? Đúng rồi, hai ngọ bằng 15%. Kiểu như để mèo chém kiểu điên cuồng, chém 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 chém. Thấy chưa? Còn 2.360 mà nó đẹp được thôi. Không được đâu, đâu còn kia đi xuống đây gọi mình chết. Đó, thấy chưa? Cùng lắm thì mất vài nghìn máu xong rồi lại thôi. Tôi con này thì chỉ cho khoảng được một cây máu thôi. Bây giờ nếu như up lên khoảng tầm 6-7 giống vào cái 2 cái 3 thì không mất gì cả. Không, vẫn không up. Vẫn có thể không up à? Không chết đó làm gì, không chết đó làm gì. Làm sao chết được? 3.000 máu, đã úp rồi. Úp được mấy điểm ra rồi. 7.900 máu, thôi không thua đâu. Không mất gì cả, tôi đảm bảo luôn. Thế chứ tôi nói rồi, chỉ mất một cây máu thôi. Thực ra anh nghĩ nếu bây giờ mà gửi quân có đẹp không? Thôi. Bình thường có thấy gần 16 hay 15, gần 16 có thể gửi quân như trận trước ấy. Bất ngờ 16 thì tôi thắng luôn. Như này là bây giờ đâu ai còn lương thực đâu mà gửi quân. Bây giờ sẽ là 16 và 17. Có thể gửi quân lần nào? Không đủ để hạ, không đủ để hạ. Thực ra quân bên này thì bên nào bây giờ cũng khá là khỏe rồi. Tôi nghĩ là 16 sẽ không lọt đâu, nếu như không gửi quân thì không lọt đâu. Đã có một hợi rồi. Hợi đi mấy con dao này thì cũng không nhiều lắm. Tại sao lại không chạy hai con bông tú vào phía sau vậy? Để quá ra. Vẫn đứng sau, cái này vẫn là được. Tại vì lúc mà đánh gần thì nó chạy lên nếu mà sang qua. Lưu lại dưỡng thương muôn đời. Tới khi nữa tỏ ra rất là hữu dụng. Thực ra nhờ vào cái bút của hàng cái thôi. Anh nhìn dép này sẽ là 264. Quá nhiều. Anh bút chỉ còn 14 mà thôi. Hàng cái này đã được 11. Nhưng mà anh ta lại chọn cho mình. Hồi dây hồi máu nha, 100 này nói làm gì. Mắc bệnh luôn. 8% mỗi giây. Có nghĩa mỗi giây. Ta muốn hủy diệt cả thế gian này. Một giây mà viêm đế chi hỏa sẽ tiêu trụi lũ phàm nhân được người. Tôi thấy rồi nhé. Một ít nữa là chết. Một thiên ma chiến tướng. Một thiên ma chiến tướng. Một cái ly mà một đàn con nhỏ. Ở đây là đó là một nghìn
khoảng tầm 4.000 bánh bao được gửi đi cho lần này, lần thứ 6. Có thể sẽ bất ngờ hay không? Em mình nghĩ là cầu người quá chuông, chưa đủ để hạ gục được. Quân bên này cũng rất là mạnh rồi, rất là có chút đặc quân. Này như vậy có đánh nhau kìa, có đánh nhau kìa. Anh ơi, Gomu thắng Vinh, tôi không kịp nhìn thấy cái gì cả. Một người đã lọt, hai người lọt rồi. Bên này thì cũng sao hết, còn quân kia chỉ có F5 thì lọt, và F1 cũng bị lọt tốt rồi. Còn là quân kia có 2 người bị lọt. Nhưng mà chỉ có vài quân quái này chẳng gì cả đâu. Cứ quân nhiều là quá sớm. Vậy, level 7, có người vượt hại hay không? Vẫn chưa có được tính gì. Bây giờ sẽ là được tấn công của team 2, tại vì là team 8 đã gửi quân rồi. Team 2 vẫn chưa có được tính gì. Chắc chắn team 2 sẽ phản công. Họ sẽ không phản công. Họ sẽ chỉ gửi vài quân nhỏ thôi. Đến giây phút này vẫn chưa có quân nào gửi đi thì tôi nghĩ chắc chắn là như vậy rồi. Nếu như vậy thì sẽ qua tên 19. Tên 19 sẽ là cái tên quyết định. Có thể là 19 hoặc có thể là 20. Còn nếu qua như 20 đó là cái chuyện khác rồi. 20 thì ra mình sẽ là cả hai cùng lọt. Đúng rồi, thì lúc đó sẽ qua là chuyện khác rồi. Thì ai sẽ, quân nào sẽ gửi nhiều nghe đi hơn sẽ là người thắng. Nếu như là 20 tôi chỉ gửi nghe đi thôi. Tôi không cần phải gửi thành cơ tướng nhiều. Đừng có gửi tướng, gửi cái con búp thôi. Bởi vì nó chỉ búp bảo là con thêm 2 tướng, rất là quá con. Và có cảnh nghề. Đơn 17 đấy rồi. Em rất là đau, cực kỳ đau lần này luôn. Số lượng đang áp đảo, nó sẽ đỏ giảm 100 máu 200 theo dây. Bên này cũng vậy. Bên này thì 3 quân đỏ đang đang bắn tận mình. Thôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra quá nhiều. Chiến thủy ti miệng. Mọi người có một điều chính rằng, nhưng mà quân bên này rất là mạnh, anh đấy, chẳng ai lọt cả. Còn rất là nhiều, có một người may ra chỉ có tầm 1-2 người bị lọt. Phải gửi, nếu như cái này gửi thì phải gửi thật là mạnh. Một là thật mạnh, hai thật yếu. Thật yếu thì gửi làm gì? Thật yếu là đang bây giờ rồi. Bây giờ chỉ cần gửi nó được có 100 để làm gì để kiếm lọt, kiếm tiền. Em 17 giờ lên vẫn dễ lọt mà. Quân rất là tạm nha. Đủ các thể loại, tôi đếm xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 loại quân ở trên. Tám lợi quân đã xuất hiện trên bản đồ. Chưa bao giờ tôi thấy có số lớn như vậy. Có rồng rồi. Anh em Phượng Hoàng. Khó mà qua được với Wings. Rất là hay, và những con 15 đồng này nâng lên đời 2 thôi. Sẽ búp cái đằng trước mặt một con tăng 30% tốc độ đánh. Nếu nâng đời 3 sẽ là 2 con 30%. Cũng không đủ đam, vẫn không đủ đam để gì hết được. Có cái chiếc màu đỏ này bút chút đứng này, giảm sát thương nhiệt đường này. Bảo là ok được. Bên phía team 8 đang rất là khó khăn để chống đỡ. Chưa có bên nào nghỉnh hơn về một mặt nào cả. Cả hai bên đang khá là cân bằng. Mặc dù vẫn là tấn công trước của phi phía team 8, nhưng mà vẫn chưa thua. Bánh bao đã được rất là nhiệt tình để có thể gửi vào những đập 19-20. Bây giờ là đập 19 rồi. Có ai gửi hay không? Theo nhận thấy thì vẫn chưa có ai gửi cả. Gửi ra đi là được rồi, đừng gửi một gì hết. Gửi ra đi là được. Hai cung đỏ, hai cây đỏ. Đội hình này rất là tuyệt vời vì chúng đồng thời 20 cũng như là kiện liên clip và tin anh. Nhưng mà xây dựng cái này dưới cho hai chữ tình trời, cho còn hai chữ tình trời. Không, nhưng bây giờ không hủy được nữa rồi. Chúng ta xây dựng trực trước ở trên phía sau, bởi vì thế anh ta không hủy được. Xong rồi nó tiếp chơi cho tàn hình rồi nhờ. Mình đã chọn luôn nhá. Bắt đầu thấy sự yếu đuối của con đã tặng rồi đấy. Rất là may khi có chim hỗ trợ.
đấu này thì mai chúng ta sẽ Viêm Đế Chi Hỏa sẽ tiêu chùi lũ phàm nhân các ngươi. Bay quân thủ Thiên Ma chiến tướng đã được gửi tỷ số là 4-1 cho phía Team 2. Ta muốn hủy diệt cả thế gian này. Kinh chưa? Ta muốn hủy diệt khắp thế gian này. Các bạn nghe mình nói có giống với lại ông kia vừa nói không? Nói lại lần nữa. Viêm Đế Chi Hỏa sẽ tiêu chùi lũ phàm nhân các ngươi. Nghe là chết liền đấy. Ta sẽ hủy diệt cả thế gian này. Nghe hay vãi. Đêm nay em sẽ là của anh. Viêm Đế Chi Hỏa sẽ tiêu chùi lũ phàm nhân các người. Cái gì Thiên Đế Chi Hỏa? Bốn con thiên ma chiến tướng. Viêm Đế Chi Hỏa sẽ tiêu chùi lũ phàm nhân các người. Bên kia cũng là bốn con, cộng thêm ba con Gary. Người gửi nhiều hơn là Team 2. Nhưng mà tướng của Team 8 đã được ấp khá là nhiều. Hai con. Wow, quân đang đánh rất là mạnh mẽ. Tôi nhận thấy rằng có sự chống đỡ khá quyết liệt. Nhưng mà S1 đã bị lọt, lọt cả 5 con rồi. S2 sắp lọt rồi. S3 cũng lọt luôn. Thiên La Địa Vọng. S4 cũng lọt luôn rồi. Vậy là tất cả thành viên của Team 2 đều bị lọt. Lọt khá là nhiều. Vậy là 14 con. 14 con đến từ phía Team 8. Một cuộc đấu rút máu. Một cuộc đấu rút máu chứ không phải là cuộc tranh lọt nữa, mà cả hai bên đều lọt. 10 vs 13.